Hello, xin chào cả mọi người nha. Hôm nay thì mình giới thiệu mọi người đây là cây mai xanh Thái, rất là đẹp ạ. Mọi người trồng để neo cổng hoặc là trồng ở trong chậu bonsai neo rất là đẹp. Đó. Cây bên mình thì có chiều cao tầm độ 1 mét thôi. Đó. Cây rất là xanh đẹp, giống mai xanh này thì của Thái Lan đấy mọi người. Xuất xứ thì có nguồn gốc như từ Thái Lan. Đó. Hoa neo lên thì nở ra thành chùm rất là đẹp. Cây bên mình ở trong bầu ổn định rồi. Mọi người về trồng từ 1 năm là bắt đầu có hoa rồi. Cây rất là nhanh có hoa đây, mọi người nhìn đây. Lá đây, rất là khỏe đẹp. Mọi người có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ cho mình nhé. Số điện thoại của mình là 0988630871. Mình có gửi hàng toàn quốc các tỉnh nhé. Cam kết với mọi người là chuẩn giống M1. Giống thì hiện đang rất là hot. Đấy, neo cọc rất là đẹp. Đặc biệt là cây là rất là ít bệnh. Thích hợp ở khí hậu Việt Nam mình. Đấy, mọi người nhìn cây này đang neo rồi đấy. 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 Vườn mình về được độ hơn 100 cây nhá. Đấy, số lượng thì cũng không có nhiều. Khách có mua xỉ hay mua nẻ thì cứ liên hệ cho mình. Có giống gì mới là bên mình lại nhập về và lại bán cho bà con, chia sẻ cho bà con. Đó. Mọi người hãy like và chia sẻ giúp mình nhá. Cây thì giá cây thì rất là rẻ, giá thì hợp lý, ai cũng có thể mua được. Đó. Rồi, cảm ơn cả mọi người nhá.